nơi định đô của nhà Tần, thịnh vượng vào thời nhà Đường. Thiểm Tây là một tỉnh như thế nào? Dãy núi Tần Lĩnh đã tạo nên xương cốt của nó. Sông Hoàng Hà chảy qua, đội quân đất nung thời nhà Tần. Chuông chống thời nhà Hán mãi mãi là biểu tượng. Nếu nhìn vào lịch sử 4.000 năm của Trung Hoa thì phải nhìn vào tỉnh này. Hôm nay trong video này cùng Tiểu Trần khám phá Trung Quốc tìm hiểu về Thiểm Tây. Về mặt địa lý Thiểm Tây giáp với Hà Nam, Sơn Tây, Nội Mông, Ninh Hạ, Cam Túc, Tứ Xuyên, Trung Khánh và Hồ Bắc mặc dù được phân loại là khu vực tây bắc trung quốc nhưng nó nằm ở phía trung tâm của lãnh thổ trung quốc đại lục nguồn gốc của người hán nằm ở huyện kinh dương tại thiểm tây đồng thời thời gian bắc kinh cũng được tính từ huyện bồ thành của thiểm tây thiểm tây trải dài trên hai hệ thống sông nước lớn của trung quốc là sông hoàng hà và sông trường giang sông vị hà nhánh lớn nhất của sông hoàng hà chảy qua nó sông gia lăng và sông hán giang hai nhánh lớn nhất và dài nhất của sông trường giang cũng bắt nguồn từ đây địa hình tổng thể của thiểm tây cao ở phía bắc và phía nam thấp ở giữa. Có những ngọn núi chạy dọc lãnh thổ, từ Nam lên Bắc có dãy núi Đại Ba, dãy núi Tần Lĩnh, dãy núi Lục Bản, dãy núi Tử Ngọ, núi Hoàng Long, cùng nhiều ngọn núi nhỏ khác. Những ngọn núi này cũng chia thiểm Tây thành ba vùng địa lý lớn. Cao Nguyên Hoàng Thổ ở phía Bắc, Đồng Bằng Quan Trung ở giữa và khu vực núi Tần Ba ở phía Nam. Người ta quen với gọi ba khu vực này với ba cái tên, Thiểm Bắc, Quan Trung, Thiểm Nam. Chiều dài từ Thiểm Bắc đến Thiểm Nam lên đến 874 km. Điều này cũng gây ra nhiều sự khác biệt rất lớn giữa Thiểm Bắc và Thiểm Nam, hình thành nên ba bộ phận khác biệt rõ rệt trong một tỉnh. Nhìn chung địa hình của Thiểm Bắc cao và dốc, những ngọn núi nhấp nhô chẳng chịt với nhiều hẻm núi đan xen, đất đai khô cằn. Quan trung với 800 dặm đồng bằng tần xuyên và một phần của đồng bằng cao nguyên Hoàng thổ, đất đai màu mỡ, lượng nước dồi dào. Còn Thiểm Nam là sơn thủy đan xen, hồ núi bổ sung cho nhau, nhiều hẻm núi và hang động nằm rải rác khắp nơi. Thiểm Tây có tổng cộng 10 địa cấp thị Tiếp theo chúng ta hãy xem chi tiết các địa thị ở Thiểm Tây. Đầu tiên chúng ta đến Thiểm Bắc với Du Lâm và Diên An. Khu vực đô thị chính của Du Lâm là một ốc đảo trên cao nguyên Hoàng Thổ, từng là chiến trường ác liệt trong quá khứ, nơi được xem là một trong chín chấn biên giới quan trọng của thời xưa. Tài nguyên khoáng sản ở đây phong phú, có một trong bảy mỏ than lớn nhất thế giới là khu vực khai thác than lớn của tỉnh Thiểm Tây, là nền kinh tế lớn thứ hai của Thiểm Tây với nền kinh tế đạt 654 tỷ tệ, sắp xỉ 90 tỷ đô dân số thường trú của Du Lâm là khoảng 3 triệu 610 000 người. Vào thời chiến nó là một lâu đài quân sự kiên cố, có một đội quân canh gác tại trấn Bắc Thái, nơi mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành đệ nhất đài. Còn trong thời bình đây là một trung tâm thương mại thịnh vượng, nơi đây người dân thuộc mọi dân tộc giao thương với nhau. Du Lâm có lịch sử lâu đời, nó bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, được gọi là Thượng Quận vào thời Nhà Tần, và phát triển mạnh mẽ thời Minh Thanh và được gọi là Đà Thành. Ở trong thành phố có một con phố cổ với 6 lầu các trải dài từ nam xuống bắc. Mỗi lầu các đều có lịch sử văn hóa riêng. Ngoài ra, tàn tích của thành Lũy Vương triều Đại Hạ, hẻm núi Hồng Thạch với những bức chạm khắc trên vách đá cũng là những địa điểm thú vị tại đây. Còn Diên An là nơi phát nguyên quan trọng của người Trung Quốc. Hoàng đế người trong thần thoại Trung Hoa từng sống ở khu vực này. Đô thị chính của Diên An là nơi các con sông cắt nhau giữa các hẻm núi, nên đô thị Diên An cũng dài và hẹp. Ba hướng của thành phố đều dài trên 10 km, hướng dài nhất dài 20 km, nhưng chiều rộng chỉ được khoảng 500 m, đoạn hẹp nhất chỉ 200 m. Thế nên Diên An phải xây thêm một đô thị mới, chỗ đó được quy hoạch tốt và bằng phẳng hơn. Dân số của Diên An là 2 triệu 268 nghìn người, nền kinh tế đạt khoảng 223 tỷ tệ, tương đương hơn 30 tỷ đô. Diên An cũng sở hữu trung thác nước hồ khẩu với tỉnh Sơn Tây. Đây là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Nó nằm trên sông Hoàng Hà, con sông mẹ của Trung Quốc. Mọi người có thể xem video về sông Hoàng Hà tại trong kênh. Dưới Diên An là bắt đầu tới đồng bằng Quan Trung bao gồm 5 địa cấp thị. Đồng Xuyên là một phần quan trọng của vành đai kinh tế Quan Trung, là một trong những cơ sở công nghiệp quan trọng của Thiểm Tây, với các ngành than và điện lực làm chủ đạo. Nơi đây giàu tài nguyên khoáng sản, là nơi sinh sống của 705.000 người, nền kinh tế đạt khoảng 50 tỷ tệ, tương đương 7 tỷ đô. Đây cũng là địa thị nhỏ nhất ở Thiểm Tây, nhưng Đồng Xuyên lại có những con người kiệt xuất người được xem là dực vương tôn tư mạc, nhà thư pháp liễu công quyền, vân vân. Chu Tần Bảo Địa, viên đế cố lý. Đây là bảo kê người xưa gọi là Trần Thương. Đây được coi là quê hương của viên đế trong huyền sử Trung Quốc và cũng là nơi sinh ra triều đại Chu và Tần. Bảo kê là cánh cổng bảo vệ đồng bằng quan trung. Chỉ cần bảo vệ bảo kê thì quan trung luôn được bình yên. Ngày xưa quân hung nô muốn đánh tới Trường An thì bắt buộc phải đi qua những ngọn núi rộng lớn ở đây. Nó cũng đảm bảo cho thành Trường An được an toàn nên nhiều triều đại trong lịch sử Trung Quốc đã chọn Đồng bằng Quan Trung làm nơi định đô. Bảo Kê là thành phố lịch sử lâu đời với 2.770 năm hình thành. Ngày nay Bảo Kê là nơi sinh sống của 3.265.000 người, nền kinh tế đạt khoảng 274 tỷ tệ, tương đương 38 tỷ đô. Ở bên trong lãnh thổ có Thái Bạch Sơn nơi được xem là thân châu Nam Bắc giới, là ngọn núi chính của dãy Tần Lĩnh. Thiên niên Tần Đô, Quan Trung danh thành. Hàm Dương là thành phố nổi tiếng ở Quan Trung thủ đô của nhà Tân hàng ngàn năm trước, là triều đại phong kiến đầu tiên của Trung Quốc thống nhất được thiên hạ. Hàm Dương có lịch sử lâu đời, nơi đây có lăng mộ của 28 vị hoàng đế của nhà Hán và nhà Đường, được xem là thủ đô kim tự tháp của Trung Quốc. Mã Siêu trong thời kỳ Tam Quốc, tướng lĩnh nhà Đường Lý Tĩnh và nhiều người khác đều đến từ Hàm Dương. Ngày nay Hàm Dương là thành phố lớn thứ ba của Thiểm Tây, là thành phố vệ tinh của Tây An. Đường sắt đô thị của Tây An cũng nối với Hàm Dương, sân bay của Tây An cũng được xây tại Hàm Dương dân số tại đây khoảng 4 triệu 169 000 người, nền kinh tế đạt 281 tỷ tệ, tương đương 39 tỷ đô. Cố đô Trường An ngàn năm Đây là Tây An, tỉnh lỵ của tỉnh Thiểm Tây và cũng là thành phố lớn nhất tỉnh này. Ngày xưa Tây An được gọi với cái tên quen thuộc là Trường An. Dãy núi Tần Lĩnh nằm ở phía nam, còn phía bắc là Cao Nguyên Hoàng Thổ. Đây là hai lá chắn tự nhiên cho Tây An. Hơn nữa vào thời kỳ nông nghiệp với đồng bằng quan trung rộng lớn thì không có nơi nào thích hợp hơn để đặt kinh đô cho các vương triều Trung Hoa. Trong lịch sử có 13 triều đại đã đặt kinh đô tại đây, là một trong những thành phố lâu đời hàng đầu thế giới, cùng với Rome, Athens, Cairo. Đây là một trong tứ đại cố đô của Trung Quốc, là nơi có lịch sử lâu đời nhất trong bốn nơi đó. Lăng mộ hoàng đế đầu tiên của nhà Tần là Tần Thủy Hoàng và các chiến binh đất nung là danh thiếp của Tây An. Thành cổ Tây An cũng là một trong những thành cổ được bảo tồn tốt nhất Trung Quốc. Nơi đây cũng có chùa Đại Từ Ân với tháp Đại Nhạn nổi tiếng, nơi Đường Tăng từng sinh sống và dịch kinh Phật. Tháp Trung Tây An cũng là một đại biểu cho lịch sử lâu đời của Tây An. Còn có con phố Đại Đường Không Ngủ thu hút hàng triệu lượt khách. Và rất nhiều điều thú vị khác đã được làm trong video tìm hiểu về Tây An. Tây An ngày nay là nơi sinh sống của khoảng 13 triệu dân, nền kinh tế đạt khoảng 1.150 tỷ tệ, sắp xỉ 157 tỷ đô. Tam Thánh Cố Lý, Tướng Tương Chi Hương đây là vị nam nằm ở vị trí trung tâm nhất của trung quốc đại lục múi giờ bắc kinh cũng chính là được ban hành dựa theo múi giờ của huyện bồ thành tại vị nam thương hiệt thánh tổ của chữ hán đỗ khang thánh diệu của trung quốc tư mã thiên thánh sử những người này đều là người vị nam hoa hạ hai chữ này cũng được cho là bắt nguồn từ vị nam hoa là hoa sơn ở vị nam hạ là chỉ hạ dương đề cập đến khu vực dài và hẹp kéo dài trong thời gian này từ đây nền văn minh xuất hiện là văn minh hoa hạ vì vậy vị nam còn được gọi là cội nguồn của trung quốc Vị Nam là nơi được 18 vị hoàng đế chọn để xây dựng lăng mộ và cũng là nơi sinh ra 6 vị hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa. Ngày nay Vị Nam là nơi sinh sống của 4 triệu 619.000 người, nền kinh tế đạt 220 tỷ tệ, tương đương 30 tỷ đô. Cuối cùng chúng ta hướng về Thiểm Nam. Có 3 địa thị ở Thiểm Nam bao gồm Hán Trung, Thương Lạc, An Khang. Hán Trung được biết đến là quê hương của Trương Khiên người tiên phong của con đường Tơ Lựa. Thái Luân người phát minh ra giấy một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc cũng là người Hán Trung. Trong thời kỳ Tam Quốc Hán Trung là nơi ngụy thuộc giao chiến với nhau. Con sông Hán Giang nhánh sông dài nhất của sông Trường Giang được xuất phát từ đây và đây cũng là quê hương của nhiều người Hán trên khắp Trung Quốc. Phía bắc của Hán Trung là đồng bằng Quan Trung, phía nam là bộ địa Tứ Xuyên, trong lịch sử một nửa thời gian Hán Trung thuộc tỉnh Tứ Xuyên, thế nên nhiều người Hán Trung tự nhận mình là người Tứ Xuyên. Nơi đây còn bảo tồn một ngôi trấn có kiến trúc từ thời Minh Thanh. Thanh Mục Xuyên Cổ Trấn và Hoa Dương Cổ Trấn. Ngày nay Hán Trung là nơi sinh sống của 3 triệu 180 nghìn người, nền kinh tế đạt khoảng 190 tỷ tệ, tương đương 26 tỷ đô. Kết hầu Tân Chu, Thương Sơn Lạc Thủy Vì ở trong lãnh thổ có Thương Sơn và Lạc Thủy nên nơi đây được đặt tên là Thương Lạc, nơi đây được xem là nơi đẹp nhất của dãy Tần Lĩnh. Trong lịch sử, Thương Lạc là một trong những trục đường chính của Tần Trì. Đây là ít hầu của nhà Tần và nhà Chu, là tuyến đường giao thông chính từ Trường An đến đồn trú phía Đông Nam và các khu vực đồng bằng Trung Nguyên khác. Lưu Bang lấy thương lạc trước hạng vũ để chinh phục Hàm Dương thống trị thiên hạ. Cuối thời nhà Minh đội quân khởi nghĩa nông dân của Lý Tự Thành cũng đóng quân tại đây. Thương lạc rất giàu tài nguyên dược liệu nên được xem là kho thuốc tự nhiên của Trung Quốc. Thương lạc là nơi sinh sống của 2 triệu người, kinh tế đạt khoảng 90 tỷ tệ, tương đương hơn 12 tỷ đô. Tần Ba Phúc Địa, Hán Giang Minh Châu An Khang được bệnh danh là thung lũng quý hiếm của Trung Quốc vì trên đất ở đây dày hàm lượng nguyên tố xe len. Đồng thời An Khang là vùng cốt lõi trong dự án tuyến đường trung chuyển dòng nước từ phía nam lên phía bắc của Trung Quốc. Lãnh thổ có phong cảnh đẹp, tài nguyên phong phú và có di tích lịch sử tạo nên sự hấp dẫn cho An Khang. Ở đây có Nam Cung Sơn, Quỷ Gốc Lĩnh, Tháp Văn Phong, vân vân. Cũng được xem là hậu hoa viên của Tây An. An Khang là nơi sinh sống của 2.470.000 người, nền kinh tế đạt 126 tỷ tệ, tương đương hơn 17 tỷ đô. Nếu muốn tìm hiểu Trung Quốc thì phải bắt đầu từ Thiểm Tây, 3.000 năm của Trung Quốc xem Thiểm Tây. Những hơi thở và sức sống của lịch sử nằm trong lãnh thổ của Thiểm Tây là cái nôi của nền văn minh hoa hạ. Và đó là những gì chúng ta tìm hiểu về Thiểm Tây, một tỉnh giàu lịch sử của Trung Quốc. Đây là Tiểu Trần Khám Phá Trung Quốc, chuyên tìm hiểu về Trung Hoa. Hãy đăng ký kênh để xem thêm những video thú vị về quốc gia rộng lớn này.